hôm nay cho bọn nó ăn rồi mà để tập cho bọn nó nha. Cũng tạm tạm rồi, chắc vài bữa nó cũng thành công thôi. Chuyện nha, bé này phải mập, bữa này mập lắm rồi. Rồi, phải mập nha. Hôm nay mình tập cho bọn nó đứng hai chân, con này mập quá, nó đứng không nổi, con kia nó có thể được á. Ngày mai mình tập cho bọn nó cố gắng cũng thành công thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi nấu rồi ăn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi nấu rồi ăn, để cho bọn nó ăn. Bọn nó bây giờ cũng đói rồi, con mèo bây giờ cũng hết giỡn với tụi nó rồi. Chắc đói rồi, bây giờ mình sẽ nấu đồ ăn cho bọn nó ăn. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại mọi người.